Cô tên là Đỗ Thị Thiệu, cô đến từ thôn Thượng Đạt, xã Tư Minh, thành phố Hải Dương. Vậy cô bị mắc bệnh gì và bệnh tình có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cô như thế nào không? Cô bị, trước hết là cô bị tiểu đường và viêm đa khớp dạng thấp. Cô đi lại là nó khó khăn và làm cái gì là khó khăn mà đau, mà cô suốt ngày chỉ ngồi khóc. Vậy trước đây cô đã sử dụng phương pháp gì khác để chữa trị bệnh cho mình chưa? Ôi dồi, cô đọc uống thuốc ở bệnh viện Bạch Mai thôi, mới lại cô đọc lấy cái thuốc hoàng thấp linh về nhà thì cô lại lấy cái hoàng thấp linh ở ngoài cô uống, thì nó uống mặt mũi chân tay nó phù hết, nó sưng. Tức là cô nghe thấy cháu nó lên mạng đấy, thì là nó bảo là ở 83 Nghệ Tĩnh thì Nghệ Tĩnh gì đấy, thì là có luồn chỉ thì con nay mẹ luồn chỉ. Vậy sau khi thấy chỉ về thì cô thấy bệnh tình của mình nó tiến triển lên như thế nào không? Cô thấy nó đỡ, mà cô thấy nó sướng lắm, nó không đau đớn, thì cô thấy nó đi lại thoải mái. Trước kia lắm hôm cô bế cháu cô độc lòng cô khóc một mình, bây giờ cô thấy nó thoải mái, dễ chịu, tư tưởng nó cũng thoải mái, thế nó nhẹ hững người, mà giờ thấy nó nhẹ, nó khỏe, thấy lại muốn sống, trước nó đau chỉ muốn chết thôi. Đi lần này là lần thứ ba, hai lần thì cô thấy nó đỡ 70%. Thế của hôm mà cô luồn chỉ về, các con nó cứ bảo mẹ, thôi hôm luồn chỉ về thấy con thấy người mẹ nhẹ. Cô đi giờ cô đi bộ, sáng là cô đi bộ một tiếng. Cô thấy phương pháp cấy chỉ, của viện cấy chỉ này, thượng thận ông này nó có ưu điểm gì hơn những phương pháp khác của cô? Cô thấy là luồn chỉ này thì cô thấy nó không được uống thuốc, mà cô thấy ruột gan nó không như trước nữa. Trước mình uống thuốc ở ruột gan nó cồn cào hết. Bây giờ cô cấy chỉ cô thấy nó nhẹ, nhẹ mà thấy nó thoải mái, nó không như trước. Cô có lời là cảm ơn tất cả các bác sĩ giáo sư là đến về cây chỉ là giúp bà con nhân dân thế là được khỏi bệnh, thế là chúng tôi chân thành cảm ơn.